Xin chào tất cả mọi người đang xem video và chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với khu vườn của mình. Kênh mình chia sẻ một số mẹo để trồng và chăm sóc những cái lan hồ điệp hoặc là các loài cây kiểng khác. Có rất là nhiều cách để trồng và chăm sóc những cái lan hồ điệp để giúp cho cây khỏe mạnh và ra hoa thường xuyên. Trong quá trình sinh sống và phát triển của cây, không thể nào tránh khỏi những điều kiện bất lợi đối với những cây lan hồ điệp như là sự phá hoại của côn trùng, nấm bệnh. Ngoài ra, để cây ở ngoài ánh nắng một thời gian dài cũng khiến cho cây có thể bị tổn thương, giống như là cây lan của mình đây. Cây hoa lan hồ điệp này của mình đã bảo quên ngoài nắng một thời gian, và mọi người có thể thấy những chiếc lá của nó đã bị tổn hại rất là nhiều. Tại vì ánh nắng chiếu trực tiếp khiến cho chiếc lá này nó bị tổn thương, do các phần tế bào nó bị nhũn ra. Ngoài ra, phần rễ nó cũng đã bị teo tóp tại vì mất nước. Và mình sẽ tiến hành loại bỏ những chiếc lá đã bị tổn thương này. Ánh nắng gay gắt chiếu trực tiếp vào lá khiến cho lá nó bị tổn thương và các tế bào nó sẽ bị tổn hại như thế này. Mình sẽ loại bỏ hết những chiếc lá bị bệnh và những phần gốc như thế này. Tại vì khi mình tưới nước vào, nó sẽ gây cho phần gốc của nó dễ bị nhiễm nấm bệnh và thối nhũn. Mình sử dụng một ít vôi bột để sát khuẩn những vết thương mình đã loại bỏ những chiếc lá trên cái gốc hồ điệp này. Mình dùng vôi bột này để sát khuẩn vào vết thương mình đã gây ra cho cây lan hồ điệp và giúp cho cây nhanh lành và sát khuẩn, khiến cho cây nó sẽ khỏe mạnh, không bị nhiễm bệnh hoặc là các loại nấm gây hại. Thành phần của vôi bột chứa rất là nhiều canxi, sẽ giúp cho cây trở nên cứng cáp và tăng khả năng chống chịu với các điều kiện bất lợi của môi trường. Và để phục hồi cho cây lan hồ điệp đã bị cháy nắng và bị suy kiệt, mình sẽ sử dụng một ít vitamin B1. Và đây là phân bón lá vitamin B1 được chiết xuất từ lá yucca. Và mình sẽ sử dụng 1 ml. Mình dùng 1 ml phân bón lá B1 này để pha vào 500 ml nước. Mình dùng chế phẩm này để tưới thẳng vào gốc và rễ của cây lan hồ điệp đã bị suy kiệt. Ngoài ra, mình sẽ ngâm cây lan hồ điệp đó vào trong chất này. Ngâm cây lan hồ điệp vào trong dung dịch này khoảng 15 phút sẽ giúp cho cây nó sẽ phục hồi. Và sau khoảng 15 phút, khi cây đã khỏe mạnh lại bình thường thì mình sẽ để lại cây ở nơi tránh ánh sáng trực tiếp từ mặt trời. Và chỉ đơn giản vậy thôi, mọi người có thể áp dụng cho khu vườn của mình. Và nội dung của video của mình cũng xin kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.